Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện đảo Cồn Cỏ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Cuộc vận động hoa dâng mộ liệt sĩ được hưởng ứng mạnh mẽ với số tiền ủng hộ đến thời điểm hiện nay là hơn 1,8 tỷ đồng. Nông dân huyện Triệu Phong khẩn trương xuống giống trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi. Bây giờ là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện đảo Cồn Cỏ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Là một bộ phận máu thịt của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ luôn phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Trong suốt 1.500 ngày đêm, sống và chiến đấu dưới làn mưa bom bão đạn của giặc Mỹ với trên 1.000 trận đánh, lực lượng vũ trang Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm 17 tàu chiến Mỹ và bắn bị thương hàng chục chiếc khác, thu và phá hủy nhiều vũ khí đạn dược các loại, bảo vệ vững chắc hòn đảo tiền tiêu Cồn Cỏ. Với những thành tích đạt được, lực lượng vũ trang Cồn Cỏ vinh dự hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ba lần được Bác Hồ gửi thư khen và tặng hai câu thơ: Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận, đánh cho tan xác giặc Huê Kỳ. Phát huy truyền thống anh hùng, bước vào giai đoạn cách mạng mới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đảo Cồn Cỏ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ra sức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và hải đảo của Tổ quốc, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, triển khai tích cực, toàn diện, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm, sáng mãi, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong lực lượng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã có rất nhiều tấm gương điển hình, trong đó có Thượng úy Ngô Phước Linh, người đại đội trưởng hết lòng huấn luyện chiến sĩ mới. Ở đại đội huấn luyện thuộc tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, từ cán bộ cho đến chiến sĩ ai cũng yêu mến và nể phục Thượng úy Ngô Phước Linh. Không chỉ là đại đội trưởng, người chỉ huy gương mẫu trong mọi công việc, mà còn là một người anh luôn gần gũi, chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ các chiến sĩ mới từ những ngày đầu bước vào quân ngũ, cũng như trong thời gian huấn luyện tại đơn vị. Thực hiện chức trách được giao với nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Thượng úy Ngô Phước Linh cùng với ban chỉ huy đơn vị tận tình hướng dẫn, tập luyện, giúp đỡ, uốn nắn cho từng chiến sĩ mới. Không chỉ sâu sát, nắm bắt tâm tư tình cảm của từng chiến sĩ, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước trưởng thành, hòa nhập môi trường quân đội, anh đã thường xuyên kiểm tra, kịp thời uốn nắn những sai sót, hướng dẫn chiến sĩ thực hành chính xác từng động tác. Mặt khác, tìm các biện pháp để cải thiện điều kiện ăn ở, nơi sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tận dụng quỹ đất để trồng các loại rau màu thực phẩm, chăn nuôi, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Tôi cùng với chỉ huy đơn vị tổ chức hội ý chỉ huy để bàn bạc, đưa ra những nội dung biện pháp phù hợp nhất, đảm bảo huấn luyện chiến sĩ mới đúng theo kế hoạch nội dung chương trình đã được phê duyệt, thực hiện đúng phương châm nguyên tắc tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học và hợp lý, và luôn đổi mới về phương pháp huấn luyện, luôn quan trọng huấn luyện thực hành, rèn luyện thể lực cho bộ đội, rèn luyện cả kỹ năng chiến đấu cơ bản, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Là trong xây dựng vị, đồng chí rất quan tâm để xây dựng đơn vị đoàn kết nội bộ trong đơn vị. Về trong huấn luyện thì đồng chí là một đồng chí luôn nghiên cứu, tìm hỏi những phương pháp huấn luyện tốt nhất để tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đạt cao nhất. Do vậy trong năm qua thì chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới của bộ đội đồng chí ngày một nâng cao. Mới 30 tuổi nhưng đã có gần 12 năm tại ngũ. Trước đây công tác ở đồn biên phòng cũng như hiện nay đảm nhận chức vụ đại đội trưởng đại đội huấn luyện thuộc tiểu đoàn huấn luyện cơ động. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng Thượng úy Ngô Phước Linh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh xứng đáng là một trong những tấm gương điển hình trong cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Trị.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2010-2015 vừa tiến hành kỳ họp thứ 20 mở rộng để thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 17. Để đạt được những mục tiêu và chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh đã thông qua nhiều chỉ tiêu chủ yếu cần phải tập trung thực hiện. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 15-16% so với năm trước, tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng mỗi người một năm, thu ngân sách trên địa bàn hơn 51 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống từ 5-5.5%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0.8%. Về thực hiện 3 nhiệm vụ lớn của Đảng bộ, huyện Vĩnh Linh phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ có thêm 3 xã hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa số xã hoàn thành lên 6 xã. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 1.000 đến 1.200 tỷ đồng, trong đó đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng khoảng 250 tỷ đồng. Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015, huyện Vĩnh Linh chủ trương phát huy tối đa năng lực quản lý, điều hành nhà nước của các cấp chính quyền, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau hơn một tháng phát động, cuộc vận động Hoa dâng mộ liệt sĩ đã nhận được hơn 1,8 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của cuộc vận động mang đậm ý nghĩa tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Quảng Trị có nhiều bia tưởng niệm và 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia, là nơi yên nghỉ của gần 6 vạn liệt sĩ, là con em của mọi miền tổ quốc. Việc hương khói, chăm sóc phần mộ cho các liệt sĩ đã được nhân dân Quảng Trị xem như là một nghĩa vụ thiêng liêng và đầy ân tình đối với những người đã khuất và làm ấm lòng thân nhân của các liệt sĩ. Phần lớn những nghĩa trang, phần mộ liệt sĩ ở cấp xã bị xuống cấp do thời gian và khí hậu khắc nghiệt, nay đã được nâng cấp, sửa sang nhờ tấm lòng của cả nước hưởng ứng cuộc vận động, chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. Hiện nay, với trăn trở làm sao để mỗi ngôi mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang đều có một bình hoa để tạo nên sự ấm cúng, tôn nghiêm, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã khởi xướng cuộc vận động Hoa dâng mộ liệt sĩ và đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn và Hội cựu chiến binh tỉnh tích cực phối hợp thực hiện. Cùng với nhiều cuộc vận động liên quan đến công tác đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động Hoa dâng mộ liệt sĩ lần này thêm một lần nữa khơi dậy tấm lòng tri ân trong các thế hệ. Chương trình dân mặc hoa dân mộ liệt sĩ là một chương trình rất là ý nghĩa và qua đây để chúng tôi giáo dục cho học sinh về truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn để cho các em học tập tốt hơn. Còn bản thân tôi là một giáo viên thì chúng tôi thấy đây là dịp để chúng tôi tri ân những người đã khuất và từ đó chúng tôi thực hiện tốt hơn trong cái sự nghiệp trong người của mình. Hoạt động ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi, đồng thời cũng xen lẫn sự tự hào của tuổi trẻ thanh niên ngày hôm nay đã được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Đó là một điều mà chúng tôi cần phải ghi nhớ. Bản thân em là một đoàn viên thanh niên, em cảm thấy là đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn lớn lao để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự độc lập tự do cho tổ quốc. Em cùng với toàn thể các cán bộ viên chức của Bệnh viện Đa khoa Cam Lộ là cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được tham gia cuộc vận động này và sẽ làm hết sức mình để cuộc vận động này càng ý nghĩa hơn. Với tâm nguyện của những người làm cái cuộc vận động này là để thể hiện cái lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thông qua cái cuộc vận động này là để làm công tác tuyên truyền giáo dục để mọi người thể hiện cái sự tri ân của mình đối với anh hùng liệt sĩ. Đến thời điểm này, ban tổ chức chương trình đã nhận được hơn 1,8 tỷ đồng từ các địa phương, đơn vị, chuyên nghiệp, cả cá nhân ủng hộ cho chương trình. Phản ánh kết quả bước đầu của cuộc vận động, kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ vào cuộc vận động mang đậm ý nghĩa tri ân này và khởi động việc gắn bình và hoa lên mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên là nghĩa trang liệt sĩ phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị sẽ tổ chức thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp Hoa dâng mộ liệt sĩ vào tối ngày 22 tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, nơi yên nghỉ của 192 liệt sĩ. Đây là nghĩa trang đầu tiên được khởi động triển khai việc gắn bình và hoa lên mộ liệt sĩ. Và đây cũng sẽ là điểm cầu trực tiếp trong chương trình Hoa dâng mộ liệt sĩ được tổ chức vào tối mai 22 tháng 12. Và hiện nay thì phóng viên Việt Thanh đang có mặt ở đây. Xin chào chị Việt Thanh ạ. Chị có thể cho khán giả biết hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho tối ngày mai đã được tiến hành như thế nào ạ? Thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại nghĩa trang phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, nơi được chọn làm điểm cầu trong chương trình Hoa dâng mộ liệt sĩ do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với các cái đơn vị thành viên trong ban vận động tổ chức. Chương trình này được truyền hình trực tiếp trên sóng của QTV vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 12. Có thể nói với cái tấm lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc những cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, thì chương trình của chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị rất chu đáo. Về phía những cái đơn vị ủng hộ hoa và bình hoa, đó là Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị, thì cũng đã chuẩn bị rất là chu đáo để cái việc triển khai dâng lên mộ liệt sĩ được cái hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Về phía Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, đây là lần đầu tiên tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp, song với cái sự nỗ lực cố gắng rất là nhiều, mặc dù không có cái sự hỗ trợ của đơn vị bạn, nhưng mà đã chuẩn bị đến 30 kỹ thuật viên để làm thế nào để cái chương trình được tổ chức thông suốt nhất. Đến thời điểm này, lúc này đây thì cái việc thông thiết bị chuẩn bị như đèn, ánh sáng, điện và đặc biệt là thông cáp truyền hình cũng đã hoàn tất. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự chuẩn bị chú đáo này thì cái chương trình Hoa dâng mộ liệt sĩ được thành công tốt đẹp, góp phần để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cống hiến cho Tổ quốc. Xin cảm ơn phóng viên Việt Thanh và xin được chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để có kịp những vườn hoa nở rộ đúng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, những ngày này bà con nông dân huyện Triệu Phong đang khẩn trương xuống vụ trồng hoa Tết. Nhờ trồng hoa lâu năm nên bà con nông dân ở xã Triệu Thượng nói riêng và huyện Triệu Phong nói chung đã có nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa, đồng thời nắm bắt được chu kỳ phát triển cũng như sự thích ứng với khí hậu đất đai nên đã chọn giống hoa đảm bảo chất lượng cao. Với thu nhập từ 15 đến 30 triệu đồng mỗi sào một vụ. Vụ hoa Tết Ất Mùi 2015, bà con nhân dân xã Triệu Thượng đã đưa vào trồng gần 3 hectare hoa cúc Đà Lạt. So với thời tiết năm nay về thời tiết năm ngoái là cái thời tiết năm nay rất là thuận tiện. Trồng hoa gia đình tôi trồng là mới được 10 ngày nhưng mà coi như là thấy hoa cũng lên cũng rất đẹp. Mà nếu mà thời tiết cứ giống như bữa nay đến nơi Tết á, mà tốt là coi như hoa sẽ là rất nở đúng Tết. Trong tương lai thì huyện sẽ mở rộng cái diện tích trồng hoa, đồng thời tìm kiếm thêm cái thị trường ở trong tỉnh và ngoài tỉnh để hướng cho các nghề trồng hoa này phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên trong lĩnh vực trồng hoa thì có những khó khăn nhất định, nhất là những hồ chưa có cái định hướng chung và đồng thời là diện tích vẫn còn manh mún. Chưa có cái vùng tập trung quy hoạch cho nên cái nghề trồng hoa cũng đang còn gặp nhiều cái khó khăn. Để từng bước đưa cây hoa trở thành loại hàng hóa được trồng quanh năm và mang lại thu nhập ổn định, góp phần giúp bà con nông dân nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Triệu Phong còn phối hợp với Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây hoa. Nhờ đó, vụ hoa Tết năm nay ở huyện Triệu Phong đã phát triển hơn 10 ha, tập trung ở các xã Triệu Thượng, Triệu Hòa, Triệu Ái và Triệu Long, trong đó chủ yếu là hoa cúc Đà Lạt, còn lại một số ít là hoa thọ và lây ơn. Đây là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay là các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chi nhánh Viettel Quảng Trị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông tiến hành trao 40 con bò giống cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện. Trong đợt này có 40 hộ dân được nhận 40 con bò là những hộ gia đình nghèo thuộc địa bàn các xã Đắk Rông, Mò Ó và Tà Long. Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ bò giống đều là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cho đến nay chương trình chung tay vì cộng đồng đã hỗ trợ 80 con bò giống cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Chương trình chung tay vì cộng đồng là chương trình được Viettel Quảng Trị trích từ lợi nhuận thu được qua việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các nhà hảo tâm để mua bò giống tặng hộ nghèo. Qua đó nhằm góp phần giúp các hộ gia đình nghèo vươn lên, thoát nghèo nhanh và bền vững.
Sáng ngày 21 tháng 12, Hội cựu giáo chức thành phố Đông Hà đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2014-2019. Hiện nay, Hội cựu giáo chức thành phố Đông Hà có gần 200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 7 chi hội cơ sở. Các hội viên của hội luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của nhà giáo Việt Nam, tích cực tham gia nhiều hoạt động chính trị xã hội ở địa phương. Nổi bật, có gần 100% hội viên tham gia công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thành phố. Ngoài ra còn tham gia công tác đảng, mặt trận ở địa bàn khu dân cư. Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo điều lệ, phương hướng hoạt động hội trong nhiệm kỳ 2014-2019 và đã bầu ra mắt ban chấp hành mới gồm 11 thành viên. Ngày 20 tháng 12, tại huyện Vĩnh Linh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình trường trung học cơ sở Vĩnh Sơn. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đầu tư 3 tỷ đồng để xây công trình nhà 2 tầng với 6 phòng học. Toàn bộ kinh phí đầu tư do tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ. Sau hơn một năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành, mang lại niềm vui cho đội ngũ thầy cô giáo và các em học sinh trường trung học cơ sở Vĩnh Sơn. Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Bây giờ xin được chuyển sang phần tin tức thế giới. Dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, một tay súng 28 tuổi đã bắn chết hai cảnh sát ngồi trong xe tuần tra tại New York, Mỹ trước khi tự sát. Hai nhân viên cảnh sát Quen Jan Liu, 32 tuổi và Rafael Ramos, 40 tuổi đã bị một tay súng bắn chết khi đang ngồi trong xe tuần tra tại Brooklyn. Sau khi ra tay sát hại hai cảnh sát, tay súng này đã chạy về phía nhà ga và nổ súng tự tử. Theo điều tra của lực lượng an ninh, tay súng được xác định là Abdullah Brinsley, 28 tuổi. Tên này cũng đã khiến bạn gái bị thương và đã gửi thông điệp chống cảnh sát trên các phương tiện truyền thông xã hội trước khi ra tay sát hại hai cảnh sát tại New York. Vụ tấn công vào cảnh sát xảy ra khi hàng loạt các cuộc biểu tình diễn ra ở New York sau khi bồi thẩm đoàn không truy tố bất cứ sĩ quan cảnh sát nào của Sở Cảnh sát New York sau cái chết của người đàn ông da đen Eric Garner. Người này đã thiệt mạng khi cảnh sát cố gắng bắt anh ta vì bán thuốc lá. Quân thành chiến của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã hình quyển 100 chiến binh nước ngoài của tổ chức này vì họ có ý định đào ngũ bỏ chạy khỏi Raqqa, thành phố ở phía bắc Syria. Theo các thành viên của IS tại Raqqa, tổ chức này đã lập ra một lực lượng cảnh sát để giám sát các chiến binh nước ngoài có ý định bỏ trần đào ngũ. Đơn vị cảnh sát này đã tiến hành nhiệm vụ lục soát khám xét nơi trú và bắt giữ nhiều chiến binh người nước ngoài. Chiến dịch không kích cấp tập từ 2 tháng qua của Liên minh dẫn đầu là Mỹ đã gây tổn thất lớn cho quân thành chiến IS. Trong vòng 40 ngày qua, Liên quân thực hiện khoảng 2.000 trận không kích nhằm vào IS. Ngày 20 tháng 12, Triều Tiên đã có phản ứng đầu tiên về các lời cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony tại Mỹ. Triều Tiên cho rằng những lời cáo buộc này là vô căn cứ và đề nghị tham gia vào cuộc điều tra chung với Mỹ. Phát thanh viên đài KRT Triều Tiên cho biết, nếu Mỹ không chấp nhận đề nghị của chúng tôi về một cuộc điều tra chung và tiếp tục kéo chúng tôi vào vụ việc này, thì họ sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố tin rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là nước đứng sau các cuộc tấn công vào mạng nội bộ của Sony và đánh cắp những thông tin mật của công ty này. Và FBI cũng nói rằng hành động của Bình Nhưỡng đang vượt ra ngoài giới hạn hành vi chấp nhận được. Washington đã bắt đầu tham vấn với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga để tìm kiếm sự giúp đỡ của họ trong vấn đề Triều Tiên. Cảnh sát Australia đã công bố trên tỉnh của bà mẹ bị tình nghi đã đâm chết 8 đứa trẻ, gồm cả con đẻ tại ngoại ô thành phố Cairns ở miền bắc đất nước này. Người bị buộc tội giết 8 trẻ em tên là Mersani Wajia, 37 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vào hôm qua. Giới chức Australia vẫn chưa nói rõ nguyên nhân nào gây ra cái chết cho những đứa trẻ, có tuổi từ 18 tháng tới 14 tuổi. Tuy nhiên, họ cho biết đã phát hiện nhiều con dao tại một ngôi nhà nơi cả thi thể được tìm thấy. Hoa cùng cầu bông đã được để gần hiện trường vụ án, vốn đã khiến cộng đồng dân cư địa phương bị sốc. Cảnh sát cho biết cô này đã hợp tác với họ trong vụ điều tra. Vụ án mang đã khiến người dân Australia bị sốc, chính lực lượng cảnh sát cũng bị sốc khi hay tin. Họ nói rằng ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng không nằm trong diện có vấn đề. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị và các bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ.